Làng hoa Sa Đéc hay còn gọi là làng hoa Tân Quy Đông, nằm tại xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tương truyền ngày xưa có nàng Bạch Sạc Đéc, con gái duy nhất của chúa đất họ Thạc, đã phải là một chàng trai nghèo ở trong lãnh địa của cha nàng. Phản đối mối tình này, cha nàng đã sai người trói chàng trai lại và thả trôi sông. Nàng Bạch Sạc Đéc buông tình nên đã đi tu. Về sau khi cha mất, nàng dùng tài sản của gia đình để làm việc từ thiện, tu bổ đường xá, xây cất chợ búa. Từ đó người ta gọi chợ và vùng này là Sa Đéc, lâu ngày đặt thành Sa Đéc. Ngày Tết, khách đến tham quan tại làng hoa Sa Đéc phải mua vé, mỗi lượt khách là 30.000 đồng. Có 3 địa điểm đặt trạm thu vé gồm hội quán làng hoa, cổng vào làng hoa ở cầu Sa Đéc, giao lộ Trần Thanh Dư, Phùng Khắc Khoan. Công ty cổ phần công nghệ và du lịch thành phố đã bố trí gần 20 xe điện, từ 8 đến 14 chỗ, để vận chuyển khách tham quan đường hoa Sa Nhiên, cây dao dài hơn 2 km. Công ty cổ phần công nghệ và du lịch thành phố đã bố trí gần 20 xe điện, từ 8 đến 14 chỗ, để vận chuyển khách tham quan đường hoa Sa Nhiên, cây dao dài hơn 2 km, với giá là 40.000 đồng một người đi và về, thuê xe ôm với giá 20.000 đồng. Với không khách từ 150 đến 200 mét cũng được bố trí trạm dừng xe điện để phục vụ khách lên xuống tham quan vườn hoa được thuận tiện.
À, giờ anh nói anh nói anh nặng anh mở Chị đi Tôn luôn. đi tôn Chưa, đi giờ chưa còn xa nữa. phải vô Châu Đốc rồi chừng Không, phải quần về Châu Đốc còn sau xa lắm, còn xa lắm, nó mới tới cái đường thế đó. rất là đi cái này hiểu nước ngoài đem về cái đây là thành phố gì nghĩa Dạ. thành phố An Giang. An Thành Giang phố Long Xuyên. Long Xuyên chỗ ông Toại. Huyện Tri Tôn ở tỉnh An Giang có các di tích lịch sử như đồi Tức Giật, nhà mộ Ba Chúc và có các núi như Cô Tô, núi Dài, núi Tượng, núi Nước thuộc hệ thống bảy núi Thất Sơn. Ngoài ra còn có núi Nam Quy, núi Tà Bạ, còn gọi là đồi Tà Bạ, đồi Tức Giật. Tức Giật đúng ra là tức chóp, có nghĩa là nước chảy như có phép màu, là một ngọn núi nhỏ của núi Cô Tô, Phùng Hoàng Sơn thuộc xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, có độ cao 216 m, diện tích trên 2 km², cấu trúc khá độc đáo, rất nhiều hang sâu, động lớn và chằng chịt. Hiện nay xung quanh khu vực dưới chân đồi đã xây dựng thành khu du lịch và vị trí khá rộng lớn. Các hang động được thiết kế đường đi kiên cố để khách du lịch dễ dàng tham quan, đặc biệt có khu giải trí bắn súng thật. Đây này yếu. Chú kéo nó lại nhỏ vậy nè, nó mới ra trái tim. Đó, kéo nhỏ lại. Rồi, được chưa? Đây này, trái tim. Lấy cái mặt ra, lấy trái tim. Ghê hả? Đã thả, thả. Phải kéo nó lại vậy mới ra trái tim. Để nó vậy, nó xa quá, không có trái tim vậy nha. Nó xuống quá. Thốt nốt là một loại cây đặc trưng của vùng đất An Giang với hình dáng bên ngoài giống cây dừa và lá cọ. Những du khách đã từng một lần đến đây đều thưởng thức loại cây trái ngon này và đều nhớ mãi thứ đặc sản của vùng biên, đó là nước và cùi thốt nốt ướp lạnh. Đường Tri Tôn đi Tức Giật, đối diện Ủy ban xã An Tức, nhìn thấy trạm phát sóng điện thoại, đi vào đường hẻm ra đồng. Hình ảnh trái tim từ những cái thốt nốt đã khiến nhiều người thích thú và có thể đây sẽ là một điểm thu hút khách du lịch về với An Giang. Sự kiện cái thốt nốt trái tim ở Tri Tôn nổi lên như một hiện tượng rồi nhanh chóng vỡ tan, giống như cây thốt nốt hình trái tim rồi hạ nhiệt vì không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Ở gần khu công nghiệp Xuân Tô, huyện Tịnh Biên cũng có một cái thốt nốt hình trái tim siêu đẹp. Tha hồ cho các bạn check in. Và cánh đồng thốt nốt núi Phú Cường, từ đường đi Hà Tiên qua chợ Tịnh Biên, các bạn chạy thẳng tới ngã ba rồi rẽ trái chạy vô cỡ 3 km, gặp Ủy ban Nhân dân xã An Nông. Ngay sát ủy ban có đường chạy lên, gặp ngã ba rồi rẽ phải. Tiếp đó chạy cỡ vài trăm mét nữa sẽ gặp trường tiểu học B An Nông. Đối diện trường đó là hàng cây thốt nốt tuyệt đẹp.